chào các bạn, mình là Lê Bằng Giang. Hiện tại là mình đang có mặt tại đường Lương Nhữ Học, quận 5, nơi tham quan vào những cái dịp lễ Tết Trung Thu. Hôm nay là chuẩn bị đến Tết Trung Thu rồi, còn mấy ngày nữa thôi. Mình đang cho hai nhỏ nhà mình đi tham quan đường biển. Đây, hai nhỏ đây. Tết Trung Thu có nhiều tiếng gọi khác nhau, là ngày Tết đoàn viên, Tết thiếu nhi, thì nghĩa rất lớn của nó. Đấy, các bé sẽ được mua đồng đèn và được tặng quà và được đi chơi, đó, đi giúp đỡ đông sao. Và bây giờ mình sẽ cùng hai nhỏ của mình đây để đi vào thăm đường đèn, một trong những địa điểm rất là được người Sài Gòn đưa các bạn đến tham quan. Rồi, hai bạn chào các bạn. Đó, đây đây. À, ngày 10 rằm Trung Thu là ngày ngày đúng vào ngày 11 tháng 10 là ngày bạn nhỏ này sinh nhật. Đấy. Đây là mình dẫn hai đứa đi xem cái không khí cái Trung Thu như thế nào các bạn. Hai bạn có háo hức không? Thích không? À rồi ok nhá, bây giờ mình sẽ tiến hành. Ok, mình sẽ tiến hành dẫn đi. Con nhỏ vào đây, đây. Đây là cái đầu của cái đường. Đấy, xa xa kia là cái địa điểm. Bán rất là nhiều đồng đèn, rất nhiều cửa hàng. Đây, đây là đầu đường. Rồi, xin mời các bạn theo chân mình để khám phá cái đường đèn Lương Nhữ Học của quận 5. Rồi xin mời các bạn.